Ủa không bán á thì lấy tiền đâu xài nước hoa, mà không xài nước hoa thì đâu có kiến thức đâu bán. Có hai kiểu khi mà mình ra kinh doanh nước hoa, một á là không biết gì về nước hoa hết, còn cái kiểu thứ hai á là chắc là có một cái sự am hiểu và mê nước hoa thì mới ra kinh doanh nước hoa. Nhưng mà bây giờ Hương sẽ nói về cái vấn đề mà cái kiểu thứ nhất đi, là rất là mê nước hoa và có gu một tí xíu. Khi mà mình ra mình gặp được những cái người mà họ mê nước hoa giống mình á, tự nhiên hai người nói chuyện hợp gu nhau rất là vui. Nhưng bị một cái là cái người mà mê nước hoa rồi kiểu gì cũng mặc định luôn. Mặc định ở đây á, Hương nghĩ là có một số người như vậy nha, không chắc chắn hoàn toàn 100%, nhưng mà mặc định kiểu là mình cảm thấy là cái chai này mùi đẳng cấp nè, cái chai này nó có gu lạ nè, cái chai này nó thơm nè, thì mình tự mặc định là cảm giác của chính mình. Nhưng mà đôi khi người xài nước hoa thì đó, em thấy rồi á, là có những cái người mà họ chỉ cần một cái mùi hương nó thơm lâu, có người thì thích cái mùi nhẹ nhàng, có người thì thích một cái mùi kiểu thơm thôi là đủ rồi. Thì cái người mới dùng nước hoa, người ta có một cái trường hợp giống như vậy. Thì cái đó là cái Hương nghĩ là cái rào cản mà khi mà những người rất là sành về nước hoa, khi mà họ ra tư vấn nước hoa thì họ không bán được cho những người mà họ có không chưa dùng nước hoa thì rất là khó. Những cái chai nước hoa phổ biến nè, hay là những cái dòng nước hoa bản Đức, hay là những dòng Dubai, thì đôi khi họ mặc định là chai đó không thơm thì họ sẽ rất là khó bán những cái dòng phổ thông mà cái giá thấp. Thứ hai là cái kiểu người mà họ không có nhiều kiến thức về nước hoa, thì cái kiểu này đôi khi nó lại phù hợp với những cái bạn mà mới ra khởi nghiệp mà ít vốn thôi. Tại vì khi mà mình mới ra, chắc chắn là mình muốn bán nước hoa, mình cũng sẽ có một cái sự gọi là mình thích. Thì khi mình thử những cái mùi, nhiều mùi hương á, mà mình cảm giác là cái mùi nào nó cũng thơm hết trơn, tự nhiên mặc định trong bản thân mình thấy là cái mùi nào nó cũng thơm, nên là khi mình tư vấn cho bất cứ một cái người nào đó thì mình sẽ tìm được những cái ưu điểm của cái sản phẩm đó, và mình tư vấn rất là thiệt tình. Giống như Hương ngày xưa, Hương mới ra mà bán nước hoa, Hương cũng đâu có nhiều tiền để mà xài được nhiều mùi đâu, nên là Hương cảm thấy nước hoa nó sẽ có những cái rất là hay và rất là lạ. Khi Hương tư vấn, Hương tư vấn bằng cái sự hiểu biết của mình, giống như Hương thấy ồ cái mùi này thơm lắm nè, tạo cảm giác dễ chịu. Và những cái người mà họ mới dùng nước hoa họ lại thấy phù hợp là bởi vì mình tư vấn một cách rất là thật, vì bản chất là mình hiểu sản phẩm đó và mình cảm thấy mình thích thiệt chứ không phải là giả bộ. Thì Hương thấy là cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là quan trọng nhất là mình cảm giác cái sản phẩm đó nó có phù hợp đối với mình hay không, và mình tư vấn cho mọi người bằng cả cái sự hiểu biết của mình. Mặc dù là Hương nói rất là dở luôn á, lúc mà đầu tiên á mọi người sẽ nghe trời ơi, những người mà họ sành nước hoa họ sẽ còn vô cười mình mà kêu là mình không hiểu bằng họ, tại vì mình không thể nào trải nghiệm quá nhiều bằng họ. Nhưng mà được một cái là những người mà họ mới xài nước hoa họ rất là thích Hương, là bởi vì họ cũng có những cái suy nghĩ quan điểm giống Hương như vậy. Cái kiểu mà bán hàng nước hoa mà không hiểu về nước hoa dễ bán lắm, tại vì mình hay nghe những cái câu nói trội chai này lưu hương lâu lắm, trên 8 tiếng, chai này thơm lắm. Họ không hiểu mà, nên họ rất là dễ truyền cái cảm xúc, cái nhiệt huyết của họ đến những cái người mà họ mới xài nước hoa thì họ sẽ tin. Nhưng mà cái người mà họ sành nước hoa rồi, họ có gu rồi thì chắc chắn họ nhìn thấy những cái người mà hay nói những câu như vậy á thì họ hay né lắm, tại vì người ta hiểu mà, nước hoa sẽ có mùi mạnh, có mùi nhẹ, có chai lưu hương lâu, có chai lưu hương không lâu, chứ không phải là chai nào cũng lưu hương lâu và bất chấp chai nào cũng tỏa hương xa. Như vậy thì nó sẽ rất là khó. Vì vậy khi ra kinh doanh mà nếu như mình không có hiểu về nước hoa thì mình sẽ chia là hai dạng nha. Thứ nhất á là mình làm lâu, tự nhiên cái mình mê. Giống như ông xã Hương ngày xưa đâu dùng nước hoa đâu, làm riết với công ty Mixi xong rồi tự nhiên cái mê, bây giờ cứ thích trải nghiệm những cái mùi mới mới, lúc nào trong túi cũng có chai nước hoa, lâu lâu lấy ra xịt. Giống như Hương nè, là đầu tiên Hương không biết nhiều nhưng mà sau đó Hương phải tự tìm hiểu để bây giờ Hương có thể là dù Hương không tư vấn nhưng mà nhân viên của Hương cũng có kiến thức, thì tư vấn như vậy nó sẽ bền vững hơn và mình hiểu cái sản phẩm, mình không có tư vấn theo cái kiểu mặc định nữa mà mình sẽ tư vấn cái mà người ta cần. Thì người ta mua một lần rồi người ta lại giới thiệu người khác rồi người ta mua lại lần hai, như vậy thì nó sẽ bền vững. Cái dạng thứ hai là không cần hiểu gì hết, nó thích tiền hơn thích nước hoa. Cái dạng này rất là nhiều, bán rất là được nha, nhưng mà bị một cái vấn đề đó chính là thứ nhất là mình bán cái giá nó phải rẻ, tại vì mình đâu có cho người ta cái giá trị đâu, người ta chỉ quan tâm giá rẻ thôi. Thứ hai là nó không có bền vững. Những cái người mà họ có gu về nước hoa, họ có đẳng cấp một chút, họ sẽ không có mua hàng của những cái người mà không có kiến thức về nước hoa. Và cái thứ hai nữa là bạn cứ bán cho người này xong rồi bạn hứa hẹn là nó lưu hương lâu, nhưng mà sau đó người ta xài người ta thấy không ok là người ta sẽ bỏ mình đi thôi. Trong kinh doanh nước hoa nó bị một vấn đề là bằng cảm xúc, nên bạn càng chân thật thì tự nhiên khách hàng sẽ ở lại bạn lâu dài hơn.
thì Hương thấy quan trọng nhất là mình ở cái level nào á, thì khách hàng của mình cũng sẽ ở cái level đó để đến với mình, thì quan trọng là các bạn lựa chọn thôi. Còn bạn nào mà chưa có biết là kinh doanh nước hoa thì cần bao nhiêu vốn và phải lựa chọn theo hình thức như thế nào thì xem lại cái video trước nha, Hương đã chia sẻ rất là kỹ rồi đó. Hương có để cái đường link lại ở trong cái video này luôn thì các bạn có thể xem. Nếu như mà có bất cứ thắc mắc gì về nước hoa hoặc là có câu hỏi gì thì đừng có ngại comment cho Hương hoặc là nhắn tin qua fanpage của Hương Nhất Phi cũng được ha. Hương sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Đừng quên nếu thấy cái video này hữu ích thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Hương Nhất Phi nha. Hương sẽ làm nhiều cái video về chủ đề kinh doanh nước hoa hơn nữa. Bye bye.